chi thời gian cũng có những cái tập hút hệ thống cái tập hút đó mười ba cửa hàng cái tập hút thì hiện tại mình rất ưng ý với hai nhân viên tại chỗ Nguyễn Trang Anh Dũng và Trần Quang Vui. Hiện nay hai này là mình được bố trí tại cửa hàng tiện lợi Saka Food của Chi Ba trong thời gian làm việc như là tính từ ngày khai trương mục tiêu đến nay hai anh đã làm nói chung là rất rộng, tuy là hơi lớn tuổi sinh năm 1965 tuy là lớn tuổi nhưng hai anh làm việc rất là chu đáo về nhiều nhân viên cửa hàng rất là nhiệt tình giúp đỡ các bạn nhân viên cửa hàng hai giấy khách hàng rất là tận tâm công việc nắm bắt được những cái vấn đề mà đội trưởng cũng khai làm đúng nguyên tắc đặc biệt nhất là mình tâm đắc nhất là thời điểm vừa qua trong thời gian giãn cách xã hội đó tuy là anh kha hai anh không được về nhà mỗi ngày đó mình bố trí một ca trực một người một ca đêm thì một anh ở làm ca ngày thì ca đêm một người ca đêm thì nó còn lên kia hai anh làm dù cái lát cũng có trong thời gian mà giãn cách hai anh rất là giúp đỡ lẫn nhau nói chung là thương nhất cách làm việc thôi lúc mà anh ngoạc thì anh kia cho nghỉ thế còn anh làm rảnh thì nó cơm lên đây nói chung là trong thời gian vừa qua thì hai đàn anh hai này lớn tuổi chút nhưng mà làm việc rất là ok đó là như là một cửa hàng trong 13 chủ cửa hàng của mình quản lý thì mình tâm đã quyết là trong cửa hàng 13 thì hai nhân viên cho em ca anh Dũng và thầy Nguyên hay quá vỗ tay.